Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin từ vị tổng quan ngày 30 tháng 9 năm 2024, thứ hai dương lịch. Âm lịch là ngày 28 tháng 8 năm 2024, là ngày Đinh Dậu, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn, tiết khí, thu phân, ngày trực kiến. Hôm nay là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thủ Tử: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thủ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Tỵ và tuổi Sửu, lục hợp với tuổi Thìn, xung với tuổi Mão, hình với tuổi Dậu, phá với tuổi Tý. Về ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, hôm nay là ngày Đinh Dậu, tức can khắc chi, hỏa khắc kim, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm sơn hạ hỏa, kỵ tuổi Tân Mão và tuổi Quý Mão. Ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt người tuổi Quý Dậu, tuổi Ất Mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngược lại, nhờ hỏa khắc mà được lợi. Ngày Dậu, lục hợp với Thìn, tam hợp với Tỵ, Sửu, thành kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Tam sát kỵ tuổi Hợi, Mão, Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Tân Mão và tuổi Quý Mão. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Đinh Mão và tuổi Kỷ Mão. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Thành tốt nhập gia cư hội thân hữu, Quan Nhật tốt thụ phong thăng quan, Ích Hậu tốt tế tự cầu phúc cầu tự, Ngọc Đường tốt tu trạch tạo trạch, Thiên Đế tốt đa khả dụng. Sao xấu thì gồm có sao Thiên Ngục kỵ phó nhậm trinh thảo, Thiên Hỏa kỵ tu tạo khởi tạo, Tiểu Hồng Sa nguyệt hình sống mọi việc, Thổ Phủ kỵ tu tạo động thổ, Nguyệt Kiến chuyển sát Thiên Địa tránh chuyển kỵ động thổ, Sát Chủ mùa bất nghi dụng đại hung. Trong đó có sao Tiểu Hồng Sa là sao đại hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 30 tháng 9, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như mở tường, san đường, tế tự, thi ân, hành huệ, công quả. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng đông để đón tài thần và đi theo hướng chính nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày thiên tài, nên xuất hành cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều rất thuận. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 30 tháng 9 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, nhờ chính quan nâng đỡ nên người tuổi Tý sẽ gặp may mắn trong thi cử, xin việc, nâng chức hoặc tăng lương. Bạn cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đã đề ra, vì dù có làm gì, bạn cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, cục diện tương phá, trong thời gian gần đây bạn có dấu hiệu tiêu pha khá nhiều, mà hầu như là những khoản tiền có vẻ hợp lý, khiến bạn không thể tiết kiệm được đồng nào. Bạn nên thử tiết kiệm 10% mỗi tháng thôi, sau một thời gian bạn sẽ thấy mình sẽ có được một khoản kha khá đấy. Bạn nên nhớ rằng các triệu phú tại Mỹ trở nên giàu có là do làm việc chăm chỉ, đầu tư thông minh và sống tiết kiệm. Vận tình duyên hành thông thuận lợi hơn rất nhiều nhờ có thiên hỷ. Những mâu thuẫn giữa bản mệnh và người ấy dường như không còn trở nên nghiêm trọng, mà hai người cùng nhau giải quyết ổn thỏa, giúp tình yêu thêm nồng nàn. Với cái tuổi Giáp Tý, mệnh kim, công việc thuận lợi mang lại cho bạn động lực mới. Với những tuổi Bính Tý, mệnh thủy, khả năng xử lý tình huống của bạn đáng nể. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, năng lực thực sự dễ bị bỏ qua do định kiến.
Về những tuổi Canh Tý, mệnh thổ, đừng để lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có. Về những tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, có thể tìm về những cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 50 và số 66. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thực thần mang lại cho người tuổi Sửu làm người tự do có thể phát tài ngay trong ngày hôm nay. Bạn biết tận dụng các mối quan hệ đã xây dựng trước đó của mình để tiếp xúc với những cơ hội làm ăn có giá trị và nhiều triển vọng trong tương lai. Đối với người làm công ăn lương, tuy không có sự khởi sắc nhưng cũng khá ổn định. Bạn đang rất chủ động để đảm bảo khối lượng công việc của mình cũng như hoàn thành nó tốt nhất. Có thể có áp lực trong công việc nhưng cách nhìn nhận vấn đề của bạn khá cởi mở, nên đây là điều kiện để bạn có cách làm chủ động và hoàn thành tốt công việc của mình. Ngũ hành thổ sinh kim, tình cảm đôi lứa đang ở trong những tháng ngày ngọt ngào. Hai bạn nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn dành nhiều thời gian để quan tâm tới nhau. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh kim, phát tài nhanh chóng nhờ vào các công việc tay trái. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, cần quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, đón tin vui tài lộc, lợi nhuận đến bất ngờ. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, may mắn kiếm được tiền bạc nhờ sự thông thái. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, khó tìm ra định hướng phát triển sự nghiệp cho mình. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 31. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, chính ấn trợ giúp công việc cho con giáp tuổi Dần đi vào quỹ đạo hơn. Bạn có thể khẳng định vị thế của mình với những thành tích mà bản thân có được trong suốt thời gian qua. Tình hình tài chính của con giáp tuổi Dần thời gian này rất ổn định, nhưng bạn vẫn cần phải cẩn thận lên kế hoạch chi tiêu cân đối với nguồn thu đang có. Thậm chí chỉ cần bằng cách biết để dành một phần tiền phù hợp, bạn cũng đủ đảm bảo có cuộc sống không phải suy nghĩ nhiều về tiền. Tuy nhiên, kim khắc mộc khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này và nửa kia không được nồng nàn thắm thiết. Chuyện bé xé ra to trong ngày hôm nay. Bạn mệnh cần phải giữ bình tĩnh tìm cách giải quyết, chứ không phải để cảm xúc lấn át hết lý trí. Với cái tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, tự tin hơn vào khả năng của mình. Với cái tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, có thể hao hụt tài chính do không đủ tỉnh táo. Với cái tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, có thể tức giận không chịu đựng nổi một số việc đang diễn ra. Với cái tuổi Canh Dần, mệnh mộc, hãy mở rộng mối quan hệ với khách hàng đối tác. Với cái tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, không có nhiều nỗi lo lắng về tài chính. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 34. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy,
Người tuổi Mão phải chịu tác động xấu từ cục diện tương xung nên dễ trở nên nóng nảy, bốc đồng, gây xích mích với người khác. Ngoài ra bạn cũng không nên đầu tư trong ngày hôm nay bởi đầu óc thiếu minh mẫn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Công việc của Mão có cả hung lẫn cát do ảnh hưởng của thiên ấn. Các bạn là người có năng lực, tiếng nói trong công việc, luôn hết mình vì nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên dù được coi trọng đến đâu thì cũng nên lấy khiêm tốn ra để đối đáp với khách hàng cấp trên. Kim khắc mộc khuyên con giáp này cần chú ý hơn trong chuyện tình cảm của mình. Mặc dù bận rộn đến mấy, bạn cũng không nên dồn hết trách nhiệm gia đình lên đầu người ấy. Hãy dành thời gian cùng người ấy chia sẻ các công việc nhà. Với những tuổi Ất Mão, Mệnh Thủy, vận trình công danh sự nghiệp có nhiều bước tiến rõ rệt. Với những tuổi Đinh Mão, Mệnh Hỏa, nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh tế hơn để tránh những hiểu lầm. Với những tuổi Kỷ Mão, Mệnh Thổ, mối quan hệ tình cảm có nhiều khúc mắc, cả hai thường vô tình làm tổn thương nhau. Với những tuổi Tân Mão, Mệnh Mộc, cần phải giữ được tinh thần tỉnh táo để không mất tiền oan. Với những tuổi Quý Mão, Mệnh Kim, nên có phương pháp để duy trì tài khí luôn dồi dào. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 56. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, thương quan xuất hiện, người tuổi Thìn làm công ăn lương có thể sẽ vướng phải khúc mắc với đồng nghiệp. Hôm nay khuyên bạn chớ nên tìm cách làm hại người khác, bởi nếu làm việc sai trái thì không chỉ lương tâm bạn bất an mà còn phải chịu hậu quả thích đáng sau này. Trong tử vi hôm nay khuyên bản mệnh nên cố gắng giữ vững phong độ và sự tự tin chuyên nghiệp của mình để giữ vị thế mà mình đã nỗ lực xây dựng bấy lâu. Bạn cần có chút thái độ linh hoạt để ứng biến trước những thay đổi nhanh chóng. Sự nóng vội chỉ càng khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối. Tuy nhiên trong ngày có tác động của cục diện lục hợp, phương diện tình cảm của tuổi Thìn đều rất khởi sắc. Với tính cách dịu dàng cởi mở cùng vẻ bề ngoài bắt mắt, bạn dễ dàng khiến cho người khác xao xuyến. Nhiều người sẽ tìm cách kéo gần khoảng cách với bạn. Với cái tuổi Giáp Thìn, Mệnh Hỏa, nhiều tiền hơn nhưng đừng chi tiêu nhiều hơn. Với cái tuổi Bính Thìn, Mệnh Thổ, cẩn trọng trong giấy tờ sổ sách tài chính. Với cái tuổi Mậu Thìn, Mệnh Mộc, công việc tiến hành trôi chảy theo kế hoạch đã đề ra. Với cái tuổi Canh Thìn, Mệnh Kim, tình hình sức khỏe có nhiều khởi sắc đẩy lùi bệnh tật. Với cái tuổi Nhâm Thìn, Mệnh Thủy, có cơ hội khẳng định bản thân. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 02 và số 99. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, hôm nay người tuổi Tỵ nhờ gặp cục diện tam hợp nên dễ kiếm được tiền, tài chính thuận lợi, suôn sẻ hơn hẳn những ngày trước. Nguồn thu đến từ nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu nhất vẫn là việc buôn bán kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa cuối năm, nên nếu bạn chăm chỉ đầu tư thì lợi lộc sẽ rất bất ngờ đấy. Hôm nay có những nỗi nhớ giúp con giáp tuổi Tỵ nhận ra đâu là tình cảm thật của mình. Và bạn đã cũng quen với việc đối diện với thực tế. Hãy luôn tôn trọng cảm xúc của mình vì đó là những dấu hiệu tốt cho bạn tìm về sự thật đấy nhé. Tỷ Kiên còn cho thấy, thời điểm này sẽ thuận lợi là thế, nhưng việc này đồng nghĩa với nhiều nhiệm vụ hơn, bạn cũng cần nỗ lực làm việc hơn.
bạn sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, vì thế nhất định phải cẩn thận, xem xét từng vấn đề, chớ nên vội vàng. Về cái tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa lạc quan hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Về cái tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ nhiệt tình giúp đỡ người khác, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở. Về cái tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc công việc vẫn duy trì ở trạng thái cũ. Về cái tuổi Tân Tỵ, mệnh kim hiểu lầm trong tình cảm dần được hóa giải. Về cái tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy có thể mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực mới. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 30. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, đối với vận tài chính không được tốt do lâm kiếp tài, do đó việc xem lại cách chi tiêu cũng như lên thiết lập lại ngân sách của mình một cách kỹ càng. Hãy cố gắng điều chỉnh lại kế hoạch của mình chu đáo hơn để có được nguồn thu bền vững trong thời gian tới. Bản mệnh cũng dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những việc khó khăn cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn mệnh cần phải tìm cách tự tạo động lực cho mình, không nên bỏ dở công việc giữa chừng nếu bạn muốn đạt được thành công. Hôm nay tuy có chút cãi cọ hiểu lầm giữa bạn và người ấy, nhưng may mắn có được hồng loan tương trợ nên sau đó có quý nhân soi đường chỉ lối, giúp bạn gặp được nhiều may mắn. Tình cảm sau đó lại thuận hòa khi mọi khúc mắc được giải quyết. Bạn cứ nhàn nhã mà tận hưởng, đừng suy nghĩ quá nhiều. Về cái tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim đề phòng với nguy cơ mất mát tiền bạc. Về cái tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy tránh vung tiền vì sĩ diện, kẻ hối hận cũng đã muộn rồi. Về cái tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa có một ngày vượng duyên vượng tài, mưu sự dễ thành. Về cái tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ điềm báo công việc gặp trở ngại. Về cái tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc tình cảm không thể cưỡng ép được. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 40. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thực thần giúp cho con giáp tuổi Mùi có ngày an lành. Sự ổn định chưa bao giờ là nhàm chán đối với bạn trong lúc này. Bạn không muốn tốn thời gian vô ích, đang có xu hướng thiết lập lại các mối quan hệ lành mạnh, chứ không đơn thuần trêu chọc tán gẫu. Vận trình của người tuổi Mùi ấm áp như một ngày mùa đông có nắng. Mặc dù là ngày đầu tuần, nhưng với bản tính chăm chỉ nên bản mệnh vẫn hết mình vì công việc. Người này có phúc khí lớn nên hầu như làm việc gì cũng có thu hoạch. Bản mệnh có thể nhanh chóng tiến hành việc thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu về nguồn lợi nhuận đáng kể. Với những ai kiếm được tiền nhờ vào sức lao động của mình và được ghi nhận, thì đó thực sự là tín hiệu đáng mừng. Sau nhiều vất vả, công sức của bạn vẫn sẽ được đền đáp bằng con số tài chính đáng ước mơ. Với cái tuổi Ất Mùi, mệnh kim may mắn được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc về tay khá dư dôi. Về cái tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy việc làm ăn hợp tác kinh doanh thuận lợi. Về cái tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa công việc hanh thông cũng là khi bạn chủ động với mọi vấn đề. Về cái tuổi Tân Mùi, mệnh thổ đường tình duyên nở rộ, đào hoa khoe sắc. Về cái tuổi Quý Mùi, mệnh mộc chú ý thái độ cư xử với bề trên, người thân. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao.
con số may mắn là số 17. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, tài lộc khởi sắc cả chính tài và thiên tài đều cho bạn nhiều khoản thu trong hiện tại và đường hướng tốt trong tương lai. Càng chăm chỉ nỗ lực thì kết quả càng nhiều, nên đừng hạn chế bản thân, cứ thoải mái phát huy đi. Tuổi Thân sẽ không chỉ dừng lại như bây giờ đâu, tiềm năng đủ để bạn tiến xa hơn nhiều. Tam hội cục trợ vận, năng lực bản thân có thể phát huy tối đa nhờ tính khí cương trực, hiệu suất công việc tốt. Bạn có thể sẽ nảy ra một ý tưởng kiếm tiền tuyệt vời trong tuần này, hãy mạnh dạn thực hiện. Nhiệt tình và dám nghĩ dám làm chính là ưu điểm của người tuổi Thân. Vận tình nhân duyên hanh thông thuận lợi hơn rất nhiều. Những mâu thuẫn giữa bản mệnh và người ấy dường như không còn trở nên nghiêm trọng, mà hai người cùng giải quyết ổn thỏa, giúp tình yêu thêm nồng nàn. Với cái tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, có cách xử lý linh hoạt với nhiều tình huống khác nhau. Với cái tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, đường tài lộc thuận lợi hơn, không còn phải đắn đo chuyện chi tiêu. Với cái tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, chú ý tới quản lý chi tiêu, đầu tư khôn ngoan. Với cái tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, công việc tiến triển thuận lợi, phát huy được năng lực. Với cái tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, cho thấy khả năng sắp xếp công việc tài tình. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 77 và số 88. Về giờ tốt cho người tuổi Thân hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh chịu ảnh hưởng tiêu cực của tự hình nên bắt đầu ca thán số phận trắc trở, rằng mình không may mắn, không có được cơ hội phát triển. Nhưng có đúng như vậy không? Cuộc sống vốn rất công bằng, luôn ban cho tất cả mọi người cơ hội như nhau. Có thể những cơ hội đó không hiện rõ trước mắt bạn, nhưng nó sẽ xuất hiện một cách bất ngờ. Song bạn có thành công hay không đều phụ thuộc vào khả năng nắm bắt được sự bất ngờ ấy của bạn. Trong chuyện tình cảm của con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay tụ tập bạn bè. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh. Điểm sáng duy nhất trong ngày của người tuổi Dậu chính là may mắn về tài lộc mà thiên tài đưa tới. Có cát tinh này ở bên, bản mệnh nhanh chóng thu tiền về tay. Những khoản tiền mà bạn chẳng ngờ tới sẽ xuất hiện đúng vào lúc này. Với cái tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, nhớ chăm chỉ tập luyện nhưng không lên quá sức. Với cái tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc. Với cái tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, hãy tin tưởng vào điểm mạnh của mình. Với cái tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, hãy luôn tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân khỏi mọi tranh đấu. Với cái tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, tâm trạng dồn nén, nóng nảy dễ làm sứt mẻ tình cảm đôi lứa. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 64. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo,
Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, thương quan cảnh báo người tuổi Tuất rằng bạn có thể gặp nhiều điều không thuận lợi trong sự nghiệp. Đối diện với khó khăn, hãy giữ tinh thần bình tĩnh rồi sẽ có cách giải quyết thỏa đáng. Người làm công ăn lương cần phối hợp với tập thể vì mục tiêu chung nhiều hơn. Ngày phạm tương hại, người tuổi Tuất có thể phải đối mặt với những chiêu trò ám toán của kẻ tiểu nhân. Dù đã rất cẩn thận, nhưng ta ngoài sáng, địch trong tối, con giáp này vẫn khó mà không bị chầy chật, sứt mẻ chút nào. Đường thăng tiến đang gặp rất nhiều trở ngại, bạn cần cảnh giác cao độ để tự bảo vệ chính mình. Trong chuyện tình cảm, đôi lứa khắc khẩu bởi những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Dường như hai bạn chỉ cần cái cớ để xả hết những cơn bực tức trong lòng, chứ để mọi chuyện đi quá xa, kẻo rạn nứt rất khó hàn gắn. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, không tìm được người phù hợp. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, vướng vào những rắc rối liên quan đến tiền bạc. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, có thể bị hao tài do đầu tư thua lỗ. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh kim, cẩn thận trước nguy cơ hao tài tốn của. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, không nên đầu tư, hạn chế kinh doanh mạo hiểm. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 82. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thiên quan giáng họa khiến tuổi Hợi mệt mỏi vì công việc hay để những việc cũ ảnh hưởng đến bản thân. Bạn dễ gặp xích mích với khách hàng vì những yếu tố khách quan là phụ, còn do tính cách nóng nảy là chính. Làm ăn cũng cần sự dứt khoát, kẻo cơ hội tốt tuột khỏi tầm tay. Tài vận trong ngày cũng có phần giảm sút, vận may về tiền bạc của bản mệnh không nhiều. Đừng nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, kẻo mất nhiều hơn được. Ngày này nếu chỉ tập trung làm ăn kinh doanh nhỏ lẻ thì tình hình được coi là tạm ổn, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro. May mắn có kim sinh thủy giúp tình cảm thêm mặn nồng. Các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa ăn tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là cùng ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương. Với những tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, đừng để những lời nói núp nóng giận gây tổn thương cho người khác. Với những tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, đường tài lộc bị đe dọa, tiền bạc thất thoát khá nhiều. Với những tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, bạn và người nhà có thể gặp hiểu nhầm. Với những tuổi Tân Hợi, mệnh kim, nên chú ý kiểm soát cảm xúc của mình. Với những tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, không nên thực hiện các công việc như khởi công, xuất hành, an táng. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 74. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 30 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh tử vi ngày mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.